dự báo thời tiết cùng với biên tập viên thời tiết Thu Hiền. Xin chào chị Thu Hiền. Chào thời em. Tiết miền Bắc thì mưa phùn nhưng mà ở miền Nam tôi biết lại xảy ra mưa rông. Vâng. Không biết là tình trạng mưa ở miền Nam thì diễn biến như thế nào thưa chị? Dạ vâng ạ, chiều nay thì mưa rông xảy ra ở khu vực từ Thừa Thiên Huế trở vào đến Tây Nguyên và Nam Bộ ạ. Trong đó thì vùng núi của khu vực Thừa Thiên Huế này và Quảng Nam Gia Lai thì có mưa to kèm theo dông mạnh tương ứng với vùng màu vàng cam trên ảnh radar như thế này. Và dự báo là mưa dông sẽ lặp lại vào chiều mai ở các khu vực này. Diện mưa thì không rộng, chỉ xảy ra khoảng 1/3 diện tích khu vực thôi, nhưng mà cục bộ có điểm mưa lượng khá. Nguy hiểm nhất trong các trận mưa trái mùa này thường tiềm ẩn theo nguy cơ về dông lốc và sấm sét dữ dội, có thể gây ra thiệt hại về người và tài sản. Vì vậy, để phòng tránh thì quý vị và bà con hãy lưu ý là chẳng chống lại mái nhà, nhất là với những nhà mái tôn, mái lá. Khi mà ở ngoài trời mà gặp dông gió mạnh thì hãy nhanh chóng tìm nơi kiên cố để tránh trú an toàn. Và cũng nên tránh xa các vật dụng kim loại như là xe đạp, cuốc, xẻng vì sét đánh lan truyền thì rất là nguy hiểm. Trước khi chuyển mưa dông thì trưa và đầu giờ chiều mai ở Trung Bộ sẽ có nắng nóng. Vùng nóng bao trùm ở vùng núi từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế với nhiệt độ cao nhất vào khoảng là từ 35 đến 37 độ và có nơi trên 38 độ. Còn từ Đà Nẵng trở vào đến Phú Yên thì sẽ có nắng nóng cục bộ vào khoảng là 34 đến 36 độ. Khu vực Đông Nam Bộ cũng có nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất trong khoảng là 35-36 độ. Và cuối cùng là phần dự báo thời tiết cho một số thành phố trong 2 ngày đầu tuần. Thành phố Hồ Chí Minh 2 ngày tới đều nắng nóng, nhiệt độ cao nhất vào khoảng là 35 độ. Về chiều tối có lúc có mưa rào. Cố đô Huế 2 ngày đầu tuần trời nắng nóng, nhiệt độ cao 36-37 độ. Riêng chiều tối mai có mưa dông. Hà Nội 2 ngày tới cũng có nắng, cảm giác ấm nóng với nhiệt độ cao nhất 30-31 độ. Riêng đêm nay sáng mai có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù.